nhóc lên, leo lên nè. Dừa anh em ơi. Đó, leo lên hái dừa. Đó, mấy anh dừa. Cách ăn dừa của miền Tây luôn nè, không không? Trời, có cái liềm là đây là bắt bắt ngao quá mà các bạn ơi, bắt ngao quá, người mù quá. Rồi la lên. Một về giống an quy em rung lúc nghe. Cái cầu nhà nó kéo không kịp, nhà nó nghỉ nha. Giờ nó ngồi bao dừa. Ngồi đây nói chuyện cho nó vui đi. Đây, anh tài xế máy cắt dây chài. Đó đúng rồi. Còn đây là anh hứng lúa máy dây chài luôn rồi. Đây là anh chú ruộng. Đấy, đó, tài xế thôi kìa. Người ta vô người ta bình luận hỏi sao da chai chứ cái máy đời 2009 bây giờ đủ mà tới giờ chỉ còn có mặt nạ không đó. Còn có mặt nạ thôi à. Ừ. Rồi giờ không có, bây giờ còn có mặt nạ là 2009 thôi à. Ừ. Chắc là không biết cái gì. Đó, anh kia ngồi anh kia kìa, ngồi vào dừa nó mát mà. Đó, dừa không? Má dừa là cao quá không có nước uống. Má dừa là thấp đã. Đi đợt này khoảng bao lâu rồi là vậy? Đi đây rồi cắt dài trái xuống của thằng trà cú nữa là trà cú là trễ lúa trễ hơn nè, trễ hơn nay là tiểu cần trời. Nãy hùng tiểu cần trà cú trễ hơn hả? Trễ hơn trà cú đó, là cuối là... tháng này luôn. Trà cú xã nào ta? Của thằng Tân Hiệp. Tân Hiệp á, trải xuống dưới bao xa ta? Trải xuống đó cũng gần khoảng 15 cây. Chục cây không ta? Đây là Nãy hùng 15 cây. Ở đây xuống xuất hơn 5 cây rồi. Đó đó phải thì phẳng trong giờ phẳng dạ. Trồng cây trở lại thôi. À, hai cái máy này sao cắt hết cái đồng này luôn hay sao? Đây cò lãnh rồi bắt đầu bữa 19 là cắt hết từ cái mí này trở lên chảnh hết luôn. À. Ừ. Đây em ra em kia dày dày lúa đúng không à. Ừ. Mà bữa nay chắc mới mở cái đồng đầu tiên nữa. Mới mở đồng. Đó, hai chiếc máy đã. Nhìn bề ngoài là thấy ngon lành. Chạy cũng đã. Cái chia kia là phải nguyên cái cubo là thái không? Đúng rồi. Thái luôn hả? Đúng. Con đó là con 70 đó. 70 thái luôn phải không? À, con đó là 70 gạt. Còn con này là con 60 BD. Nhưng mà giờ thấy con này là chạy ngon hơn nè. Nhưng không biết có phải là tài xế bên kia là chạy chậm hơn không? Nhưng mà thấy kia đây là chạy đã hơn nè. Con này là con 60 BD. 60 BD. Ông kia kêu 60 dây chai. Giáp vô. Bây giờ mà đa số là thay đầu 70 rồi hết thì 60 nó còn cái vỏ ở ngoài. Cái vỏ ở ngoài là cái này nào là mà mấy cái đồ mà ở ngoài là mới sơn lại ha. Có một số sơn còn một số là nó nguyên thủy của nó. À, dạ. Bây giờ nó nguyên thủy là nó còn cái gì ta? Còn như mấy cái cốp hông rồi đó. À. Còn bao nhiêu là mình sơn phết lại. Cái hàm đó sao? Cái hàm đó cũng vẫn giữ nguyên của con 60 nhưng mà tại mình sơn thôi. Cái hàm 60 với 70 là cái hàm nó giống nhau không ta? Hay là hàm 70 nó dài? Hàm 70 nó lớn hơn một lưỡi. Lớn hơn một lưỡi hả? À, lớn hơn một lưỡi cắt. Bây giờ mình gắn vô một lưỡi nữa. Gắn vô thì cũng như không à. Nó hơn cái lưỡi cắt nhưng mà cái bông no đó sao? Cái hàm nó vẫn bự hơn. À nó. Cái hàm 70 nó lớn hơn. À nó lớn hơn. À, tại mình sơn phết mình tăng trang đó, mình lên đời đó vậy thôi chứ. Mình lại chỗ cắt. Ủa, không lấy bao ra không đứng đứng làm gì trời. Trời ơi, số thì giữ nguyên. À. Học số giữ nguyên. Rồi chỉ thay bơm thôi với thay bơm. Chết chân cẳng đồng làm lại hết. Dạ. Hiếu cắt xin đó. Mày mát. Mệt cái chui lên bên bà là có dừa. Biết liền à. Đại học quyền ở Trà Vinh là mấy cái bà kinh là toàn trồng dừa không? Trồng dừa gì đâu có giữ đâu, người ta ăn cắp hay sao thôi. Ai cũng dừa hết trơn. Cái đó đốt củi dừa gần rồi. Ta bán giùm hả? Thầy ơi, đây cá đóng người, ông hái con trái dừa không thầy? Trời ơi, ông đi ông hay. Sao ông làm nguyên hoài luôn chứ ông làm gì con trái trời. Đều mệt lắm á. Ủa mẹ có trái, thục trái chứ giờ sao? Giờ không biết sao uống luôn.
bây giờ sao uống? Đơn giản không biết tự bẻ tự uống. Đó đây kìa. Dừa này muốn thành dừa chín rồi. Rồi cái quầy này được nè. Quầy này leo được nè. Đó quầy này nè. Đâu cần leo giờ ve cái máy cắt lại, đưa cái hàm lên. Ờ đưa cái hàm đội lên rồi. Đưa lên hai đứa. Rồi mượn lên hai kìa. Đó bây giờ chạy cái máy cắt lại dừa. Đó. Đó. Chạy máy cắt lại nè, hái dừa khỏi thang đó. Nè, cái dừa đây nè. Đó. Nhóc lên. Leo lên nè. Dừa anh em ơi. Đó. Dừa thôi anh em ơi. Đó leo lên hái dừa. Đó. Chấp. Trời ơi dừa này nó dễ uống chết luôn. À. Quá ngon luôn à. Rồi. Đó. Hết luôn đi. Không hết nhiều đây uống nổi đâu. Hết luôn đi trời, lát chiều uống nữa. Chắc hai luôn đi. Ừ, tôi khé thôi chứ. Không có gì dễ ăn mà như vậy chăng chà. Trời chèo chứ cho mệt trời. Dễ ăn thích biết luôn nè. Ừ. Đi leo chi. Nhìn thấy cái máy chắc nào nó chán ngoài đâu phải nó có gì chắc lúa không đâu. Đó. Trời, đưa lên làm cái thang rồi là đứng lên hái luôn. Cành đào luôn. Còn có 3 trái à? Thôi cho 2 cổ đi. Còn 3 trái thôi làm nó nốt luôn đi. Đủ rồi. Đủ thì còn có 3 trái trường chi trời, cái hoài có 3 trái. Có 3 trái chi nữa. Cái đồ ăn hàng luôn. Vừa đi vừa này vừa gì anh? Cái giống này giống gì? Nó vừa ta. Rồi chạy rồi, rồi. Đi. Rồi chuẩn bị ăn dừa rồi, gì chặt dừa uống nữa. Ở ngoài có cắt nữa không? Ở đó có ngoài có cắt không? Không chịu được. Thì nó đứng ở đầu đó đó. Đứng ở ngoài. Đó. Nè cầm đi. Nhích đi. Cầm dưới đây đi đừng có đụng nút nó sợ nó tắt ngừa. Hạ xuống. À. Mình hạ đậu nó cũng tự động nghe. Nè uống nước dừa miền Tây đi. Thấy chưa? Đó, xa xa ra để nhìn cho thấy nó. Đó ngồi gót kẹt kẹt đấy. Đó là anh Ba Ngọc Sơn đó nghe. Đó bận cái quần xanh xanh đó là anh Ba Ngọc Sơn. Em đây. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy. Chào uống chỉ mấy nè. Anh cách ăn dừa của miền Tây luôn nè, không không? Trời, có cái liềm là đây là bắt bắt ngao á mà các bạn ơi, bắt ngao á người mù á. Rồi lên luôn. Một người mù chặt dừa cho mấy anh em uống á. Ô đã quá. Ủa. Người mù biết chặt dừa luôn nè. Bây giờ anh quay ảnh kìa. Đã. Ông nghiêng ông ngã. Đâu đâu. Vô quán là 12 ngàn trái á. Đó. Bệnh đây không tống đồng nào vậy đó. Kéo nó lên. Cái nhà nó vườn. Cái nhà nó vườn. Cái này nó đúng rồi. Dạ. Đây có đó, xuống đó, xuống đó. Thì nhắn như đây. Cái vườn này của ai? Cường hay thế. Lên nè. À. Có Cường. Dạ. Cường là đó nó sang của ai nè? Tấm Bảy Lập. Ờ Bảy Lập. Đó, vườn trái. Đó nó lá cái hả? Dạ. Trái thôi. Công hai hay gì? Quá trời nước luôn trời. Có nhiều đó đó. Qua vườn tắm thắng về dọn sạch quá. Dạ. Nhờ xe cuốc được rồi nó vô móc kinh đó. Kìa kìa kêu mấy ông kia ra đi uống nước luôn kìa. Cái cậu sáng nó uống hết hoài rồi. Nó uống rồi hả? Uống rồi. Bị nó không cứu rồi. Rồi chạy mấy cậu lên đẩy đậu đây nè. Đẩy rồi. Ai à, dừng lông tảng đi vậy. Đó đó. Ông quay phim ông uống nước dừa không? Hay là ông mê quay ông đi uống không? Hả? Chú đâu? Hồi đó giờ đi bằng nước hôm nay nè. Giờ ở đâu?
uống nấm dừa anh em ơi. Vô đó nè, khui cái miệng vậy là quất rồi. Anh bên đây hết hả? Đơn giản hơn em. Con mấy sâm. Trời, trái dừa uống nay chưa hết. Còn hai là khui bia nữa em. Về hả? Trời. Ông muốn chặt dừa cũng chơi, cũng đeo đống đeo kiến đen vô nhìn thấy ngầu. Mẹ ai mua lúa mè ăn ngon á. Đâu? Ở có nước sâu ngon lành. Vô đây. Vô. Trời ơi. Đầy thơm đủ hết chất lát ha. Này ông em 18, cô em 18 hả? Dạ. Này á với cái thằng chắc chắn làm trước nè. Cô em 18 nè. Gọi với chắc chắn nó làm giá mấy một ký á. Ô em 18 này là gạo nó ngon nàng thơm ta. Ý đầy thơm á. Cũng thơm. Thơm luôn á. Thơm. Nó thơm thơm dẻo luôn. Dạ. 100% anh em ơi. Đây thơm này là nó thơm nè. Dạ. Sớp. Quay. Đây đây con vừa đủ hai trái cho hai con cậu luôn cả. Vô nước dừa nè. Dạ. Trời uống cho vừa no luôn. Uống trái đâu rồi. Ai dám ăn cắp không? Uống thì cho một trái đó. Trái uống no rồi. Uống trái là được rồi, với ăn cắp một chiếc gì nữa. Quải gì đâu nữa giờ. Vừa ở bên Trà Vinh đâu có thua vừa Bến Tre đâu trời. Quá trời luôn. Vòng vòng là thấy Trà Vinh với Bến Tre là vừa nhiều nhất. Vừa nhiều nha. Chứ Vĩnh Long đồ dài chứ lên là bó tay. Không có được nhiều. Long thì cam à. Cam bưởi. Cam với bưởi. Ở đây từ từ lên vừa hả? Tại vì mấy cái vùng ở Trà Vinh này trồng cam là không được chứ phải trồng được trồng tiêu. Lên vừa hết luôn hả? Mấy chú đi xích gần nhà là lên vừa luôn hả? Dừa có giá nè. Giá rồi rồi. Mà lên không biết được biết bao lâu thôi. Được. Nói chung cái nhưng mà lên trồng dừa sẽ, nhà nước ta cho không? Bây giờ nó không cho á. Chứ lên trồng dừa giờ mốt lúa gạo đâu ăn. Chứ Vinh Long là thấy muốn tiêu rồi đó. Gắn vô máy mình. Nhà nước không cho mà ruộng lên vườn. Dạ đúng rồi, mấy ruộng để làm lúa chứ. Sau này cái đồ mất đất nông nghiệp. Đúng rồi, mất đất nông nghiệp. Lên rồi đâu có xuống. Đâu có ai lên mà xuống đâu. Lên vườn được quá rồi, mốt lên thổ luôn. Ủa mày cái miếng trong đó đủ mẹ mà trồng dừa mẹ luôn được. Con tính lên 2 năm nay mà tiếc á. Tiếc cái gì đủ mẹ cái miếng đó mày bằng cái già đủ mẹ mà có lời đó mới sợ. Từ 20 trở lên á mới có gỗ dữ. Gỗ nhiều. Ở bên đây mà ruộng. Con mà mấy quay đã. Đó là đại lý, lúc đó là đại lý máy luôn. Máy hả? Có con nào 93 không ta? Không, ở đây chưa. Mà thấy bóng dừa con 93, bây giờ mua con 93 mà 760 triệu người ta mua được 4 con này. Cái con đó nó có cắt